chúng sẽ hợp nhất trong khoảng 10.000 năm. Một nhà nghiên cứu đã liên hệ khám phá sử thi về những khoảng trống khổng lồ này với một câu chuyện trinh thám hay. Cách xa khoảng 9 tỷ năm ánh sáng trong vũ trụ, có hai lỗ đen khổng lồ đang quay quanh nhau và thật đáng ngại. Đây là một điệu nhảy sẽ không tồn tại mãi mãi. Khoảng 10.000 năm nữa, cặp đôi này sẽ va chạm. Chúng sẽ hợp nhất thành một vực thẳm chói tai duy nhất với một lực đủ lớn để làm cong cấu trúc không gian và thời gian bằng một đợt phun trào gợn sóng. Mỗi khoảng trống siêu lớn đều khổng lồ đến mức khó hiểu, tâm trí của chúng ta hầu như không thể hiểu được sức nặng và tầm với của chúng. Chúng có khối lượng gấp hàng trăm triệu lần mặt trời của chúng ta, nhưng lại khá gần nhau trên quy mô vũ trụ, tương đối cách nhau khoảng 50 lần khoảng cách giữa trái đất và sao Diêm Vương. Đối với bối cảnh, một lỗ đen có kích thước chỉ bằng một nửa quả bóng gôn sẽ có khối lượng tương đương với toàn bộ hành tinh của chúng ta. Vào hôm thứ Tư, trên tạp chí The Astrophysical Journal Letter, các nhà nghiên cứu đã công bố một nghiên cứu về các hố sâu tĩnh lặng. Gọi hệ thống này là ứng cử viên thứ hai được biết đến của những vụ sáp nhập lỗ đen siêu lớn sắp xảy ra từng được tìm thấy. Và khi nó xuất hiện, cảnh tượng của các lỗ đen được song song với một biên niên sử khám phá ấn tượng không kém. Năm 2008, đồng tác giả nghiên cứu Tony Whitehead, một nhà thiên văn học từ Viện Công nghệ California, và các đồng nghiệp bắt đầu quan sát bầu trời để tìm các thiên hà có lõi chứa các lỗ đen đang hoạt động. Cụ thể hơn, họ tìm kiếm các khoảng trống với các phản lực trung tâm phun ra các luồng vật chất với vận tốc đáng kinh ngạc gần bằng tốc độ ánh sáng, từ đó phát quang tràn ngập vũ trụ. Thông thường, các trung tâm thiên hà đầy năng lượng như vậy được gọi là chuẩn tinh, nhưng mục tiêu của Whitehead là tìm ra một lớp con của chuẩn tinh được gọi là blazar. Nói tóm lại, các tia lửa của blazar đều hướng thẳng vào trái đất. Trong nhiều năm, Whitehead đã theo dõi thành công khoảng 1.000 chùm tia khổng lồ này. Sau đó, vào năm 2020, một cái gì đó kỳ lạ đã lộ diện. Một máy bay phản lực lỗ đen có tên PKS-2131021 nổi bật vì nó thể hiện sự lặp lại đặc biệt của biến thể ánh sáng mà Whitehead gọi là một mẫu hình sin. Các mẫu hình sin về cơ bản giống như những con sóng trên một biểu đồ đi lên và đi xuống. Bạn có thể nghĩ chúng có những ngọn đồi và thung lũng. Bắt đầu từ đốm sáng này, Whitehead đã kiểm tra xem hình dạng đã đi bao xa. Sau khi phân tích dữ liệu của kính viễn vọng vô tuyến từ các máy mạnh như mảng cơ sở rất dài của Đài Thiên văn Quốc gia, nhóm nghiên cứu nhận thấy mô hình có nguồn gốc từ năm 1981. Nhưng do có rất nhiều lỗ hổng trong tính nhất quán của sóng sin, câu chuyện sẽ dừng lại ở đó. Vì chúng tôi không nhận ra rằng có dữ liệu về vật thể này trước năm 1980, Whitehead cho biết trong một tuyên bố. Nhưng sau đó Sandra đã chọn dự án này vào tháng 6 năm 2021, nói về tác giả chính của nghiên cứu mới, Sandra O'Neill, một sinh viên đại học tại Caltech. Nếu không có cô ấy, phát hiện tuyệt đẹp này sẽ nằm trên giá. O'Neill nhận thấy mô hình này đã kéo dài đến tận những năm 70 và duy trì sự nhất quán mạnh mẽ hơn nhiều vào thời điểm đó. Trong một tuyên bố, O'Neill nói, khi chúng tôi nhận ra rằng các đỉnh và đáy của đường cong ánh sáng được phát hiện trong thời gian gần đây khớp với các đỉnh và đáy được quan sát từ năm 1975 đến năm 1983. Chúng tôi biết rằng điều gì đó rất đặc biệt đang diễn ra. Đó là khi đồng tác giả Roger Blanford, một nhà vật lý thiên văn tại Caltech, bước vào Whitehead. Blanford đã vẽ ra một mô hình của sóng sin và nhận thấy mô hình này là do chuyển động của không phải một mà là hai lỗ đen, mặc dù chỉ một lỗ phát ra tia sáng có hình sin dao động điều hòa. Blanford cũng giúp nhận ra rằng các khoảng trống siêu lớn kết thúc một quỹ đạo quanh nhau 2 năm một lần, hoặc 5 năm sau khi tính đến tốc độ giãn nở của vũ trụ. Trước khi Roger làm ra nó, Whitehead nói, không ai phát hiện ra rằng một hệ nhị phân với một máy bay phản lực tương đối tính sẽ có một đường cong nhẹ trông như thế này. Có lẽ nổi bật nhất, việc phát hiện ra hệ thống lỗ đen nhị phân của PKS-2131021 có thể hỗ trợ cho các nghiên cứu về sóng hấp dẫn, hoặc các gợn sóng trong vũ trụ được hình thành bởi lực hấp dẫn siêu mạnh.
được Albert Einstein thảo luận lần đầu tiên cách đây một thế kỷ. Sự tồn tại của sóng hấp dẫn từ lâu đã được coi là không thể chứng minh được vì các gợn sóng là hệ quả của thuyết tương đối rộng. Thứ mà tâm trí coi trọng không thời gian như một loại vải hữu hình, có khả năng sóng. Nhưng sự hoài nghi đó đã tan biến vào năm 2016. Các nhà khoa học từ đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser, hay còn gọi là LIGO, đã gây chấn động thế giới khi họ công bố lần đầu tiên phát hiện ra những sóng như vậy do hai lỗ đen va chạm, như bạn có thể tưởng tượng, tạo ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Về cơ bản, cuối cùng, LIGO đã chứng minh được phỏng đoán hấp dẫn của Einstein, không thời gian là một tấm vải có thể gợn sóng bởi trọng lực, giống như cách thả một đồng xu vào hồ sẽ tạo ra những gợn sóng trên mặt nước. Nhưng trong khi LIGO tiếp tục đi đầu trong việc nghiên cứu sự cong vênh của không thời gian, các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng máy dò của nó không thể bắt được các gợn sóng do các lỗ đen siêu lớn gây ra, như hai lỗ được tìm thấy trong PKS2131021. Họ nói LIGO đứng đầu trong việc tìm kiếm các sóng tạo ra từ các khoảng trống chỉ khoảng hàng chục lần khối lượng của mặt trời của chúng ta. Do đó, các nhà khoa học cần phát hiện các dạng sóng ánh sáng hình xin được tạo ra bởi các phản lực của lỗ đen đối với các vực thẳm lớn hơn bất kỳ. Công việc này cho thấy giá trị của việc giám sát chính xác các nguồn này trong nhiều năm để thực hiện khoa học khám phá, Blanford nói trong một tuyên bố. Và đúng hơn, Whitehead so sánh câu chuyện về những lỗ đen khổng lồ này với một cuốn tiểu thuyết trinh thám hay. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.